Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu tất cả anh em tham gia chia góp nhận một tập cần CPK các bạn. Để tham gia giá hôm nay mỗi clip link mô tả thứ nhất của mình, các bạn bấm sâu son US các bạn. Các bạn bấm sâu son US nha các bạn. Khi bạn bấm son US xong các bạn bấm vào nút sign up nha tất cả các bạn. Dòng đầu thì các bạn điền username bằng để login nha các bạn. Ví dụ như mình đánh 4-1 nha các bạn. Dòng thứ hai các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi dòng thứ ba các bạn đặt bất quá các bạn từ 8 đến 20 ký tự nha các bạn. Rồi dòng thứ tư các bạn xác nhận bằng bất quá nha các bạn. Dòng thứ năm các bạn lướt cấp chai gian số màn hình này, rồi bạn chấp nhận điều khoản này, các bạn bấm vào nút register nha các bạn. Sau khi bấm vào register xong thì mình lock in điều khoản nha các bạn. Sau khi tốc cần mình nhận sẽ là một tốc cần BKC nha các bạn. Câu này trong chương trình màn hình Excel, rồi các bạn lấy phần link mô tả thứ hai của mình nha các bạn. Căn này có hai mấy đô đang bấm video mà. Rồi các bạn bấm phần link thứ hai, mình mở Telegram bấm start mà. Sau khi bấm start xong con lướt cha nghe tất cả các bạn. Lướt cha xong thì nhiệm vụ đầu tiên là bạn join kênh group nè bạn. Kênh trailer kênh group nha bạn. Rồi bạn join vào kênh group nữa các bạn. Join để nhắn chat. Sau khi join bạn mới đáp lại nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại nè. Tiếp tục thì Twitter bạn follow và retweet trên Pinbot nha bạn. Bạn nhấp vào. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn like và tôi biết để giết cái game này các bạn. Tốc cần này đang chương trình bán hàng Vsale các bạn. Rồi bạn bắt đắp lại. Các bạn mở con bot ra lại nha các bạn. Các bạn nhấp vào một hình vuông 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 các bạn. Rồi bạn bấm BKC Rớp các bạn. Rồi tiếp tục thì Submit You. Rồi các bạn điền lại username các bạn đăng ký trên web nha bạn. Username là anh nha bạn. 4-1 các bạn, 1-2-3-4. Tiếp tục bạn điền username Twitter của mình nha bạn. @anh@MMO của bạn. Bạn nào không biết lấy username thì xem video mình hướng dẫn lấy username các bạn. @MMO của bạn nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ giao thác trên giấy chúc. Khó khăn các bạn. Tiếp tục yêu cầu gửi địa chỉ giao thác trên wallet. Có thể chuyển đổi IC20 thì các bạn dùng địa chỉ chúc wallet, Maser wallet, MetaMask, Intocan các bạn. Các bạn mà địa chỉ chúc wallet mình ra. Các bạn copy địa chỉ giao thác mình nha các bạn. Các bạn lướt xuống. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn bắt vào trong. Các bạn nhớ xem hết video này nha các bạn. Bạn dán vào bằng cái support nè. Who is your boy Finn Telegram Blog Coi. Bạn để mình dịch thì hỏi bạn biết chúng tôi qua chỗ nào thì các bạn chọn vào Telegram hoặc Twitter hoặc YouTube và chọn vào YouTube nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail này các bạn. Thì nó nói các bạn xin chúc mừng mình đã tham gia iGroup này các bạn. Một submit là có tích màu xanh này các bạn. Vàng để mình qua mình check mình có sai này. Rồi các bạn mở cái website các bạn đăng ký đầu tiên, các bạn bấm vào join iGroup này các bạn. Bấm vào một iGroup này các bạn. Các bạn tiếp vào 41 độ xanh này các bạn. Reset. Rồi bấm reset. Rồi chưa được kiện. Add địa chỉ EC10. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào My Profile này các bạn. Phải các bạn. Fit name like Don. Phải các bạn chạy xíu các bạn. Các bạn bấm vào một quả led nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ IC20 của mình vào đây nè các bạn. Bạn copy. Không bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit nha các bạn.
Rồi thì bạn cập nhật số điện thoại, phone number này nọ, last name, nickname này nọ luôn các bạn. Rồi bạn bấm vô claim hay drop lên nè. Rồi bạn tiết vào 4 cái bạch này lên các bạn. Đầy đủ điều kiện hay drop đó các bạn. Bố xanh. Rồi ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn claim một tốc cần BKC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Tất cả các bạn những tiếp theo từ mình nhé.